huyện Diễn Châu có 5 mỏ đất đã được đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian qua. Hai trong số đó đã được cấp phép thăm dò khai thác tại xã Diễn Yên cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Tân Thành Yên. Phía công ty đang khoan thăm dò và nỗ lực tiến hành các thủ tục còn lại. Và khoan thăm dò xong thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cái sở ban ngành là đánh giá cái trữ lượng và sau đó là làm thủ tục môi trường. Và dự kiến thì vào khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 sẽ được khai thác mỏ. Là những cái mỏ mà chưa được cấp giấy thăm dò khai thác thì chúng tôi cũng tiếp tục là chỉ đạo các cái nhà thầu đã được trúng thầu thì tiếp tục làm việc với các ngành cơ quan có chức năng để sớm có cái giấy phép thăm dò khai thác và cũng triển khai nhanh cái việc thăm dò khai thác để khẳng định được cái trữ lượng để đưa vào phục vụ cho cái cao tốc Bắc Nam. Mỏ Đồi Chanh của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường An nằm giữa địa bàn xã Quỳnh Vinh và phường Quỳnh Thiện của thị xã Hoàng Mai. Với diện tích gần 10 hectare, mỏ đất này có trữ lượng 1,6 triệu khối. Để phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam, nhu cầu của doanh nghiệp là muốn mở rộng diện tích. 1 triệu 600 nghìn khối này không thể đủ đất để đáp ứng cho cao tốc được. Mà chỉ nói chung là bên doanh nghiệp là kiến nghị các cơ quan ban ngành là tạo điều kiện cho doanh nghiệp là mở rộng thêm để cấp cho cao tốc cho đủ. Vì đất bên ngoài diện tích mỏ bên doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Bây giờ vướng mắc thủ tục thì hẳn hơi lâu thì nói chung là tạo điều kiện cho doanh nghiệp là vừa làm thủ tục vừa được khai thác và đóng thuế nhà nước. Có những mỏ đang ráo riết chạy thủ tục. Còn một số như mỏ Hùng Thành tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai đã hoàn thành thủ tục từ nhiều năm nhưng gần như vẫn chưa khai thác. Hoạt động của mỏ chỉ cắm lại một người làm công tác bảo vệ. Một mình thôi, còn một mình cũng cả cào lắm. Nhà cửa với tài sản với đất đai thì là xe vô ra là mình phải cánh giữ hết chứ. Xe vô ra làm gì? Không được chuyển nó xe ăn cắp đất nữa. À là hai ăn cắp đất. Đó. Mỏ Hồng Thanh này thì bây giờ là tính đến thời điểm này thì tất cả hoàn tất, tất cả các cái thủ tục, kể cả là quyết định của tỉnh rồi sở xây dựng cho phép rồi các cái hợp đồng thuê đất, nói chung cả thì hoàn thiện. Chỉ có việc là chờ đường cao tốc để dự án vào để bán chứ còn hình chưa kia có để nó thực sự là mỏ cũng không mang tính chất của cái công ty ông Hùng Thành này thì cũng mang tính chất bán lẻ tẻ. Ở một góc độ khác, các mỏ đất đã cấp phép và đang trong quy trình đều là mỏ đất thương mại, chưa có mỏ đặc thù cấp riêng cho dự án cao tốc. Thực ra thì đối với cái mỏ thương mại thì cái quyền bán là của các cái doanh nghiệp. Và vì vậy thì nếu mà không có cái mỏ đặc thù thì doanh nghiệp cũng có thể là có những cái việc mà người ta sẽ đặt các cái mức giá nó có thể là nó thỏa thuận của các bên. Thì cái này nó cũng không được chủ động. Còn nếu mà có cái mỏ mà riêng cho dự án cao tốc thì nó sẽ mang cái tính nó chủ động hơn trong cái nguồn cung cấp vật liệu. Giữa tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 60 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam đã khởi công và sắp khởi công. Trong cuộc họp trực tuyến vào đầu tháng 7 vừa qua, liên quan đến việc đảm bảo nguồn vật liệu san lấp cho dự án cao tốc Bắc Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu các địa phương rà soát việc cấp phép và khai thác mỏ vật liệu trên địa bàn, yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, trục lợi, găm hàng, ép giá.